Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Tác giả: Ngận Thị Kiều Tình. Chương 15: Câu lạc bộ. Giọng đọc: Nami. Ninh Thư đợi đến hơn nửa đêm mới thấy giáo y tới, hơn nữa con hàng này lại leo tường ngoài ban công nhảy vào, thản nhiên đi lại trong phòng. Đối mặt với tình huống như vậy, Ninh Thư ngay cả một chút biểu tình khó chịu cũng không để lộ ra, bưng trà rót nước cho đại gia ngồi trên ghế salon. Giáo y vẫn mặc áo gió lớn màu đen, cũng không biết có phải là cái lúc trước không. Mỗi lần nhìn thấy áo khoác của hắn, Ninh Thư cứ như nhìn thấy máng ăn gia súc đầy ắp, nhưng lại không dám phun ra. Liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái, giáo y bưng cốc nước nóng lên, nhìn thoáng qua, lại đặt xuống, mặc một cái bọc bên ngoài bọc bao da, ném cho Ninh Thư. Ninh Thư luống cuống tay chân chộp lấy, nhìn thoáng qua giáo y, mở ra xem xét, đúng là súng. Cây này cầm ở trong tay, cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều, không giống cái trước, cầm ở trong tay rất nặng. Đây là súng lục dành cho nữ, có hai chốt an toàn, thích hợp cho cô sử dụng. Giáo y nhàn nhạt nói. Ninh Thư hít hít mũi, nước mắt lưng tròng nhìn giáo y, nói. Chú đúng là người tốt, cháu quả thực không có gì báo. Tôi nói này, cô đừng lấy thân báo đáp tôi, cô lớn lên xấu lắm đấy, cô có biết không? Giáo y lườm cô, lấy ra một cái cạc visit đưa cho cô, nói. Đây là câu lạc bộ bắn súng, muốn học bắn thì đi đến đó. Ninh Thư tiếp nhận tấm cạc, lúc này trong lòng bỗng nhiên bất an, sao đối phương lại đột nhiên chu đáo như vậy? Ninh Thư hỏi. Chú à, vậy có cần cháu làm gì không? Giáo y nhếch nhếch miệng nói. Đương nhiên là có việc cần cô làm, đến lúc cần cô sẽ biết, chúng ta đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư nói tiếng người, nghe không hiểu. Giáo y nhẹ nhàng đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra. Lúc rời đi, không phải từ ban công nhảy xuống, mà là sử dụng cửa ra vào. Nhìn áo gió lớn màu đen tung bay, Ninh Thư lại muốn nôn. Ninh Thư cầm súng, cảm thấy sức mạnh và dũng khí trong cơ thể dâng lên. Dũng khí và sức mạnh đến từ thứ đồ vật nhỏ nhắn xinh xắn này đây. Bày ra đủ kiểu tư thế cool ngầu, Ninh Thư cất thẻ vào túi. Mặc kệ giáo y có mục đích gì, chỉ ít có vật này cũng có chút lực bảo vệ mình. Ngày hôm sau có tiết học, Ninh Thư cũng chẳng buồn đi. Đi cô cũng nghe không hiểu, không phải chỉ số của Ninh Thư không đủ, mà là độ khó rất cao. Ninh Thư cảm thấy đi học cũng lãng phí thời gian. Vì vậy cô quyết định cầm thẻ, đi đến câu lạc bộ bắn súng, đi học bắn súng thôi. Ninh Thư từ địa chỉ bên trên thẻ tìm nơi gọi là câu lạc bộ. Vốn tưởng rằng câu lạc bộ phải là một nơi nguy nga lộng lẫy, không thì ít nhất cũng là cao lớn. Thế nhưng trước mặt lại chỉ là một quầy bán quà vặt, bán các loại đồ dùng, tạp chí, còn có các loại đồ vật hạn chế. Câu lạc bộ kiểu gì đây? Ninh Thư đi vào, một ông lão lập tức chạy ra nghênh tiếp. Không biết có phải do xung quanh có nhiều đồ cấm không lành mạnh hay không, nên khi Ninh Thư nhìn thấy lão già này cười lên, trông cứ đề tiện kiểu gì ấy. Bác gì ơi? Cho cháu hỏi một chút, nơi này có phải là câu lạc bộ bắn súng không ạ? Ninh Thư lắp bắp hỏi thăm, biểu cảm trên gương mặt của lão già thoáng nghiêm túc, sau đó tức khắc nở nụ cười. Cô gái nhỏ, đây là tiệm tạp hóa, không phải câu lạc bộ, cháu tìm lộn chỗ rồi. Rõ ràng là địa chỉ này, không sai. Ninh Thư đột nhiên nghĩ ra, đàm phán cũng phải cần tín vật hoặc là mật lệnh. Nghĩ vậy lập tức lấy thẻ giáo y cho cô, nói to. Bác ơi, bác nhìn vật này xem. Ông lão kia cầm tấm thẻ nhìn qua, từ trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu đào ra đồ vật tương tự máy quét thẻ, đặt thẻ ở phía trên quẹt một cái. Ông lão nhìn Ninh Thư, không mặn không nhạt nói. Cô đi theo tôi. Ninh Thư cất thẻ, theo ông lão vào bên trong tiệm tạp hóa. Ông lão mở ra một cánh cửa dày, nói với Ninh Thư. Vào đi. Ninh Thư gật đầu, cẩn thận tiến vào. Quả nhiên là có cơ sở khác, nguy nga lộng lẫy, sáng sủa sạch sẽ, lúc này mới giống một câu lạc bộ. Liếc nhìn xung quanh, nhiều gian liền kề, trong từng gian, mọi người đeo máy hộ thính, hết sức chăm chú xạ kích bia ngắm trước mắt. Toàn bộ hội sở đều tràn ngập tiếng súng. Ninh Thư ngẫm lại cũng thấy say, rõ ràng là cốt truyện vườn trường đơn giản nhất, thế nào lại biến thành bắn nhau rồi. Ninh Thư đứng như trời trồng, không biết nên làm gì. Hình như ở đây không có nhân viên tiếp tân. Chú gì đó ơi, cháu muốn bắn súng. Cháu nên đi đâu?
Ninh Thư nhìn một người đàn ông đang lau mồ hôi hỏi. Người đàn ông liếc nhìn Ninh Thư, chỉ nhìn thôi, cũng khiến Ninh Thư cảm thấy người mình như rơi vào đống xác chết vậy, cả người lạnh run như xuyên qua núi thây biển máu. Sát khí quá nặng, khẳng định người này đã giết rất nhiều người. Cô gái nhỏ từ đâu đến đấy? Ông già Lý này người nào cũng dẫn dụ đến, đi ra ngoài. Người kia lạnh lùng nói, lúc nhướng mày, một cỗ sát khí đập vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư đang đối mặt với một con mãnh thú, lại nhìn trong mắt đối phương có sự tàn nhẫn. Tay của hắn vuốt nhẹ ống súng, khiến mắt nhìn đầu Ninh Thư, như thể muốn bắn vỡ đầu Ninh Thư. Mẹ nói chứ, thế giới này quá nguy hiểm, cô muốn về nhà. Ninh Thư vội vàng móc ra các visit, nói, cháu được người giới thiệu đến đây. Người nọ thấy thẻ trong tay Ninh Thư, sắc mặt ngưng trọng một chút, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt co rút giống như tươi cười, nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Nhóc là người kẻ điên giới thiệu tới à? Gian thứ hai phía trước là vị trí của kẻ điên, cô đi đi. Người nọ chỉ vào ô vuông, nói, nhóc đến vị trí của hắn tập luyện đi. Kẻ điên? Chẳng lẽ nói tới con hàng giáo y? Biết đối phương hung hãn, nhưng khi nhìn thấy cái thẻ này lại lập tức thay đổi thái độ. Con hàng giáo y này có bao nhiêu hung tàn đây, lại có thể khiến cho người hung ác như vậy thấy cô cũng sợ như thấy cọp. Biết rõ giáo y có lực uy hiếp như thế, Ninh Thư tức khắc thuận côn đánh rắn, nói, chú, cháu không biết bắn súng, chú có thể dạy cháu không? Cơ mặt gã đàn ông thoáng co rút, nói, có thể. Cảm tạ con hàng giáo y, không cần trả tiền cũng có thể nhặt được một người huấn luyện viên. Nạp đạn vào đi, không biết. Kéo chốt an toàn của súng, không biết. Giữ cò súng bắn, không biết. Ông chú vuốt súng bên hông, híp mắt nhìn đầu Ninh Thư, nhưng lại cố kỵ cái gì, trên mặt lộ ra dáng cười co rút. Làm phiền chú rồi. Chung quanh đã tụ tập không ít người, nghe được lời nói của Ninh Thư, nhao nhao cười nhạo Ninh Thư là đồ tay mơ, mà ngay cả đồ tay mơ cũng không bằng. Không bằng thì không bằng, cô chưa từng dùng súng, không có gì phải mất mặt. Nếu cô biết thì đã không tới chỗ này rồi. Đừng làm rộn, cô bé này do kẻ điên giới thiệu đến đấy. Ông chú nhe răng nói. Nghe được danh xưng kẻ điên, xung quanh lập tức xuất hiện quang cảnh chim thú tán loạn. Thời gian mới vài giây đồng hồ, người trước mặt đều biến mất. Tựa như nếu nghe được hai chữ kẻ điên này sẽ mất mạng ngay tức khắc vậy. Giáo y quá mức hung bạo, thế nhưng Ninh Thu thực chất cũng không nghĩ tới việc con hàng này lợi hại cho lắm. Bị người khác dùng ám khí phi trúng, quả thực quá kém rồi. Chú à, chúng ta có thể bắt đầu. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ học thật tốt. Vì thế, Ninh Thư bắt đầu chương trình học xạ kích. Bên người có một huấn luyện viên, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát bắn vỡ đầu mình. Cho nên tiến trình học tập của Ninh Thư rất nhanh. Tiềm lực của con người quả thực là vô hạn.